Xin chào các bạn, ở phần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về luân xa số 10. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về luân xa thiên hà trong hệ thống 12 luân xa. Luân xa thiên hà Galactic Chakra, vị trí, nằm cách đỉnh đầu khoảng 4,5 mét, màu sắc hồng cam hoặc pha trộn của màu tím. Vàng và bạc vai trò, những trung tâm năng lượng bên ngoài cơ thể con người thường được khai mở sau khi chúng ta đã khai mở và cân bằng 7 luân xa chính. Đó không phải là một trật tự hay quy tắc chính xác nhưng bạn nên xem xét để phát triển chỉ sau khi bằng cách nào đó bạn cảm thấy ổn định và thoải mái về tinh thần. Luân xa này tập trung vào sự tiến hóa cá nhân đến các bình diện tâm linh cao hơn. Nó tạo nên trường năng lượng kết nối con người với những khả năng siêu việt. Các pháp sư có thể sử dụng luân xa này để tạo ra ma thuật và tác động bằng sức mạnh siêu nhiên. Luân xa thứ 11 nhấn mạnh tâm trí như một công cụ mạnh mẽ để hình thành vật chất. Nó được coi là một kênh tiên tri, khả năng vượt qua thời không và cho phép truy cập vào hồ sơ Akashic, chúng ta bắt đầu nhớ lại những mục tiêu mà chúng ta đã bước vào cuộc đời này. Khi hiểu biết hơn, chúng ta có thể cố gắng đạt được những mục tiêu đó bằng cách sống cuộc đời theo mục đích đã được lựa chọn thay vì chống lại nó. Có thể mất từ 1 đến 7 năm để luân xa 8 đến 10 mở và thêm 1 đến 5 năm nữa để luân xa thứ 11 mở. Luân xa thứ 12 là luân xa cuối cùng mở và nó sẽ không mở nếu luân xa thứ 11 chưa kích hoạt hoặc hoạt động ổn định. Luân xa 11 chứa các kết nối năng lượng cần thiết để cá nhân có thể biểu hiện các kỹ năng cao cấp như du hành thời không. Dịch chuyển tức thời, phân thân, ngoại cảm và lập tức biến suy nghĩ thành vật chất. Nhớ rằng mặc dù luân xa này sở hữu những kỹ năng đặc biệt nhưng sẽ không thực sự biểu hiện hoặc thành thạo những kỹ năng này cho đến khi luân xa thứ 12 bắt đầu mở ra. Mục đích của việc phát triển kỹ năng nâng cao này là để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trong sự tồn tại của bạn sau khi thăng thiên. Luân xa 11 chứa đựng con đường của linh hồn ở dạng phi vật chất không bị giới hạn bởi vật chất. Thời gian và không gian. Luân xa này liên quan tới năng lực chữa lành, mang những hiểu biết sâu sắc từ các cõi tâm linh cao nhất vào sự tồn tại hiện tại của bạn. Kích hoạt luân xa này bên trong bản thân bạn sẽ mang lại sự cân bằng cho nhân loại, trái đất và những sinh vật cao hơn trong cõi tinh thần. Ở giai đoạn này, trong quá trình phát triển con người đã hợp nhất với linh hồn, khía cạnh mẹ của thần tính và sẽ sớm hợp nhất với đơn nguyên, khía cạnh cha của thần tính. Linh hồn thường được coi là bản thể cốt lõi của con người đã học được tất cả các bài học dưới bình diện về vật chất. Nó được coi là khía cạnh mẹ của thần thánh, tại một số điểm trong thời gian khai mở luân xa 8 đến 10 sẽ hợp nhất với khía cạnh mẹ của thần tính. Bước tiếp theo là sự hợp nhất với khía cạnh cha của thần tính được bắt đầu khi luân xa thứ 11 và 12 bắt đầu mở. Việc hợp nhất hoàn toàn với cấp độ thần tính của Đơn Nguyên, tức là khía cạnh cha của thần thánh dẫn đến sự thăng thiên và sự hủy diệt của cơ thể vật lý để thay thế bằng cơ thể ánh sáng. Khi luân xa thứ 11 bắt đầu mở, bạn sẽ nhận thức được bức tranh đa chiều hơn về bản thân rằng thực tại vật chất của chúng ta chỉ là một biểu hiện của nhiều dạng tồn tại khác nhau trong vũ trụ đa chiều. Điều này đưa ra một gợi ý về những gì đang chờ đợi chúng ta sau khi thăng thiên. Khi sự thức tỉnh về cái tôi cao hơn này bắt đầu, bạn có thể có được những trải nghiệm của mình trong những chiều không gian khác này nó có thể gây xáo trộn nhầm lẫn trong một thời gian và bạn có thể cảm thấy như mình đang mất dần vào thực tại này nhưng những cái nhìn rời rạc về các không gian lớn hơn này là bình thường ở giai đoạn thức tỉnh này đơn nguyên đang thức dậy trong bản thể vật lý và bắt đầu dần dần mở ra cho bạn những điều mới mẻ kết quả là sự mở rộng ý thức những phương pháp chữa lành trên luân xa này sẽ giúp bạn giải quyết với những thay đổi trong trải nghiệm của bạn bên ngoài thế giới vật lý quan trọng là luân xa này mở ra một cách từ từ và đều đặn nếu không bạn sẽ bị đẩy vào một thứ có vẻ giống như một sự tồn tại hỗn loạn và xáo động cuộc sống thạch anh hồng có thể giúp làm dịu quá trình mở luân xa này thông thường việc mở và tích hợp luân xa này diễn ra suôn sẻ nhưng một số người có thói quen thúc ép bản thân trong suốt quá trình tiến hóa của họ dẫn đến nhiều vấn đề đang xảy ra mà họ không hề hay biết Hầu như tình trạng bất ổn này xảy ra trong năm đầu tiên hoặc khoảng thời gian đầu mà luân xa này mở ra. Sau khoảng thời gian đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn nhiều với những thay đổi này. Chữa lành luân xa 11, thực hiện thiền pranayama và kundalini kriya, đặt một tay lên luân xa tim và tay kia trên luân xa đám rối thần kinh mặt trời. Hãy tưởng tượng cảm nhận bản thân đang di chuyển lên luân xa thứ 11 và để ánh sáng hồng chảy vào luân xa này. Nếu muốn bạn có thể đặt các tinh thể thạch anh hồng và thạch anh trong ở Luân xa Tim, Luân Sa 11 liên quan đến việc thực hiện các kỹ năng tâm trí nâng cao. Hãy nhớ rằng những kỹ năng này sẽ không thực sự biểu hiện cho đến khi Luân Sa 12 bắt đầu mở ra. Sử dụng thần chú A-U-M-O-A-A-S-E-E-A-U-M. -E Đọc nhầm cho đến khi bạn bắt đầu nhìn thấy mạch linh hồn phức tạp bằng cái nhìn bên trong của mình hoặc bàn tay của bạn bắt đầu di chuyển để tạo ra các kết nối. Khi bạn hoàn tất, hãy phong ấn luân xa này bằng ánh sáng hồng. Hãy cho phép bản thân thoải mái nghỉ ngơi trong vài ngày tới khi trường năng lượng lắng xuống. Thông thường, việc chữa lành ở luân xa 11 sẽ mất từ 1 đến 4 tuần. Nếu cần, bạn có thể lặp lại việc chữa lành luân xa Sa 11 sau 6 đến 8 tuần kể từ lần chữa lành trước. Tinh thể sử dụng chữa lành luân xa 11 là Opal lửa tinh thể thạch anh Mecca 3, thạch anh Hematoi và thạch anh trắng. Phần chia sẻ ngày hôm nay tạm dừng tại đây xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nhé xin chào và hẹn gặp lại